cho tất cả khách hàng, những người đang và sẽ còn tiếp tục yêu mến guitar Isaac miền Nam. Và ngày hôm nay ở trong video này, xin được tâm tình với khách hàng về guitar Isaac, tại sao lại được thành lập, tại sao lại tên là guitar Isaac, và những cái sản phẩm guitar Isaac từ đâu và rồi sẽ phát triển như thế nào. Rất là mong khách hàng hãy xem, đặc biệt là những khách hàng yêu guitar, để chúng ta khi chúng ta hiểu nhau, mình nghĩ là như vậy, khi khách hàng và guitar Isaac chúng ta hiểu nhau hơn thì chúng ta sẽ có tin tưởng nhau, khi đó tất cả mọi quyết định của chúng ta đặt trên sự nền tảng của sự tin tưởng sẽ tốt hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã tiếp tục theo dõi. Đầu tiên về guitar Isaac thì tại sao mình lại bán đàn guitar? Ngày hôm nay thì mình xin kể sẽ dài đấy ạ, mong khách hàng có thể xem. Trước đây mình học về công nghệ thông tin, sau đó thì rất nhiều câu chuyện, đặc biệt có hai câu chuyện liên quan đến guitar. Mình đã từng bị người ta lừa khi mà mua guitar, câu chuyện rất là vui, một câu chuyện từ cậu bạn của mình. Nó xuất phát từ việc cậu đó không hiểu về cái đàn và nói và bán mình cái đàn cũ thì mình không biết, và mình đã mua cái đàn, nó bị cong phòng lồi lõm các kiểu, nhưng mà mình không biết, thì cậu bạn nó cũng không biết, thành ra nói là cái đàn nó kiểu như thế ra nó lỗi, sau này mình biết nó là lỗi và mình cũng mua, mình chơi bình thường thôi. Sau đó thì đến lúc mà mình biết chơi sơ sơ rồi, tốt hơn rồi, thời điểm 2010 bắt đầu một tí thôi, thì có cậu bạn nhờ đi mua, thì mình lên trên phố ở đó ở Hà Nội mà, những cái phố đàn rồi đến các cửa hiệu, thì sau đó thì cũng vào và không biết gì cả, rồi nhân viên tư vấn cho bảo là đây là mình muốn mua tầm giá này, thì anh ấy đưa cho mình cái cây đàn gỗ ép Trung Quốc. Sau này mình biết thôi, tất lúc đó chẳng biết là gì, thấy nó đẹp đẹp, đánh thì đàn mới Trung Quốc mới thường đánh rất là êm, rất là đẹp, thì mình thích mình lấy thôi. Sau đó biết là anh là gỗ ép, thì rồi những câu chuyện sau đó nữa, đấy là hai câu chuyện ấn tượng nhất. Và sau đó thì mình cũng một cái cách rất là tình cờ, mình gặp một cái anh, biết một anh em ở trong Sài Gòn, anh nó làm đàn, sau đó thì mình đã làm việc và cùng cung cấp cái sản phẩm đó. Thì ngày hôm nay hiện tại mình đang ở Sài Gòn, mình đang vào thăm anh đó. Thì đấy là lý do mà cái cũng là cái nguồn hàng của Isaac là từ đó, đó là tất cả đàn Isaac là Sài Gòn. Và lý do mà bên mình không có bán đàn Trung Quốc, mà bên mình có khả năng lấy được đàn Trung Quốc nhưng mình không bán, vì có hai lý do. Một là về chất lượng không tốt, mình đã phân tích rất là nhiều. Hai là mình nghĩ rằng tại sao người Việt Nam mình có thể làm ra những cái đàn âm thanh rất là tuyệt vời. Và thứ hai nữa là khi mà mình lấy sản phẩm của người Việt thì chúng ta có con việc làm. Mình vào trong này và thấy anh em rất là vui. Đấy là mình thấy là cái hướng đi của mình đang rất là đúng. Và sản phẩm Việt mình không thua kém gì sản phẩm ngoại nhập, thường là Trung Quốc hay là Nhật Bản, cùng tầm giá. Đó, mình thấy là như vậy. Còn tất nhiên nó sẽ có nhiều phân khúc, như hiện tại những phân khúc tầm chục triệu đổ lại. Các bạn sẽ có nhiều tùy chọn đấy, tùy các bạn. Nhưng mình cá nhân mình cảm nhận, nếu mình tiếp tục còn mua hàng, ai đó, người thân của mình mua hàng, mình sẽ khuyên mua đàn Việt Nam. Có thể không phải có guitar Isaac nếu cảm thấy không phù hợp, nhưng mà mình khuyên có rất nhiều sự lựa chọn của đàn Việt Nam chúng ta có thể tham khảo. Đó, còn về tại sao là guitar Isaac thì cũng dần xuất phát từ câu chuyện đó. Khi mà mua hàng bị lừa thì làm sao mà vui được, đúng không? Thành ra là cái ao ước của mình khi là khách hàng đến với sản phẩm, đến với guitar Isaac sẽ hiểu rõ về sản phẩm của mình, sẽ mua để quyết định đúng nhất. Khách hàng sẽ là quyết định mua, chứ không, mình không ép khách hàng để khách hàng phải mua, không cố lừa bịp khách hàng, không che giấu đi cái sản phẩm đó như nào. Đấy là lý do mà tất cả những sản phẩm của guitar Isaac đều được quay bằng clip, bằng video, để khách hàng có thể nghe được âm thanh, xem được cái hình thức và cái chất liệu của nó kỹ như thế nào. Đặc biệt bên mình khách hàng từ xa không cần đến, nếu khách hàng nào có thời gian đến mình vẫn muốn khách hàng đến để cùng ngồi chơi với nhau nói chuyện thôi. Còn về sản phẩm thì đến thì mình cũng có thể là mình tư vấn hoặc nhân viên tư vấn thì cũng thế mà thôi, nhưng mà quan trọng anh em mình nói chuyện với nhau, đấy là điều mình rất là mong muốn. Nhưng mà khách hàng ở xa có thể xem được sản phẩm, hiểu rõ sản phẩm, và cái một điều là bên mình sẽ cam kết tất cả những điều mình nói là đúng, cam kết sai hoàn ra nói dối không phải. Thì những sản phẩm của guitar Isaac là như vậy và cách là như vậy. Thì quay trở lại câu chuyện khi bị lừa làm sao mà vui được, thì cái Isaac ấy, đầu tiên cửa hàng bên mình tên là guitar tiếng cười, rồi mình thấy tây tây một chút, mình đặt guitar smile cười cười
rồi guitar happy đó, kiểu cũng là cười vui. Nhưng sau đó thì ở trong Kinh Thánh mình biết thêm một nhân vật là nhân vật Isaac, và cái nghĩa của nó rất là hay, nó là tiếng cười. Như vậy là guitar Isaac hay là Isaac là đầy ắp tiếng cười, đó là cái thương hiệu mà mình muốn xây dựng. Còn khi vào đây thì đặc biệt những ngày qua đi ở trong Sài Gòn này, và mình nghĩ về những cái sản phẩm, nghĩ về những cái xưởng đàn, nghĩ về những anh em làm đàn, thì mình thấy là tự hào quá, đôi bàn tay Việt. Và sắp tới thì mình sẽ đổi logo, logo của guitar Isaac sẽ là guitar Isaac tự hào đôi bàn tay người Việt, còn Isaac là thương hiệu chung sẽ là đem đến tiếng cười đó. Như vậy là chúng ta đã hiểu được cái nguồn gốc sản phẩm của guitar Isaac, tất cả đều là đàn Sài Gòn. Mình đã giải thích rồi, có hai lý do nên là có thực ra thì kiểu nói mình nói sẽ hơi dài, anh em nào có thời gian thì xem tiếp. Còn tâm tình thực ra nó là video tâm tình thôi, mình đang ở trong phòng có một mình và tâm tình giống như là trò chuyện, và mình ghi lại để mình những năm sau mình xem lại, mình nhắc nhở bản thân mình rằng ngày trước mình đã làm như vậy. Và mục tiêu thời gian tới của Guitar Isaac không phải mình 100% quyết định, đó là quyết định ở phía khách hàng. Chúng ta tại vì sản phẩm guitar Việt cũng có cái lợi điểm và cũng có những cái nhược điểm, được đặc biệt là về hình thức so với sản phẩm cùng giá của đàn guitar ngoại, thì mình thấy guitar Việt đúng là thua thua nhưng về âm thanh thì không, nhưng mà cái hình thức chúng ta có thể cải thiện được đó. Còn cái âm thanh nó là cái về gỗ thì của Trung Quốc hay là của đàn ngoại, một vài thương hiệu thôi, mình không nói nhiều. Yamaha, Taylor, những hiệu lớn thì họ sẽ có cách của họ, nhưng mà những hiệu mình đang muốn nói kiểu Trung Quốc đấy, chúng ta đang quan tâm nhiều, thì chất liệu gỗ ép càng chơi nó càng ẩm, nó càng kém tiếng thôi. Còn hình thức thì mong rằng thời gian tới với công nghệ đầu tư vốn vào để có thể có những công nghệ tốt nhất để làm những sản phẩm vừa âm thanh tốt và đẹp, thì mình tự tin rằng guitar Việt Nam sẽ phát triển còn xa hơn nữa. Và với guitar Isaac nói riêng thì bên mình ao ước rằng là sẽ có những sản phẩm có thể xuất khẩu, vì hiện tại bên mình có những sản phẩm guitar mười mấy 20 triệu, và khi những khách hàng đến và họ nói rằng họ chơi những cái đàn Taylor thì họ bảo rằng là những cái đàn tầm 15 triệu đó đâu có kém những cái đàn 20 triệu của nước ngoài rồi. Nhưng có một cái hạn chế, đó là cái bộ xử lý âm thanh, cái phần EQ ấy, chưa được tốt bằng, hay mình tự lắp thì nó không tốt bằng cái kia họ xử lý rồi. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể khắc phục được, nhưng mà cái gốc gác, cái bản chất thì chúng ta đã có rồi, nên là mình tự tin rằng guitar Isaac, à, guitar Sài Gòn hay là guitar Isaac nói riêng sẽ còn tiếp tục phát triển được nữa. Nhưng mà trước mắt mình phải làm chủ được cái sân nhà đó, người Việt, làm sao để chúng ta sẽ mua những cây đàn guitar Isaac. Có nhiều khách hàng đến với cửa hàng guitar Isaac không phải, đôi khi không, một phần không phải là mua hàng vì âm thanh tốt hay chất lượng, và đôi khi chỉ vì là cũng theo cái tâm tình nó muốn rằng chúng ta có những thương hiệu guitar của riêng mình. Không dám nói tầm cỡ như là Vingroup đâu, nhưng mà trong một lĩnh vực guitar mình cũng ao ước rằng có thể làm được như vậy, có thể có những cái đàn guitar Isaac ra tầm thế giới hay là guitar Sài Gòn. Ok, đủ dài rồi. Cảm ơn tất cả khách hàng đã lắng nghe đến phút thứ 9 này, và mong rằng thời gian tới guitar Isaac sẽ không ngừng thay đổi, sẽ không ngừng phát triển hơn nữa, âm thanh và hình thức luôn được cải thiện để đáp ứng được nhu cầu, vì cũng không thể hùng hồn mãi được, cũng phải tốt hơn thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Xin chào các bạn.